Và đó, anh em thấy chưa? Cái lượng sương phun lên nó khá là mạnh ha. Anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Cho Chấm Cơm. Thì bữa giờ anh em biết á, nắng khá là nóng ha. Thì hè đã đến rồi. Thì cái việc mà anh em cần những cái quạt để làm mát thì anh em cũng cần có những cái sản phẩm mà để cung cấp độ ẩm cho anh em. Không chỉ là trong mùa hè nóng nực này, mà cái việc mà anh em nào mà ở điều hòa hay là đi ô tô á, thì anh em biết á, thì cái việc mà anh em mở máy lạnh lâu dài thì cái độ ẩm nó khá là thiếu, thì ảnh hưởng đến cái đường hô hấp anh em nè, và da anh em sẽ không được mịn màng. Thì da thì thường thường chị em phụ nữ sẽ quan tâm hơn sản phẩm này. Tuy nhiên thì anh em cũng thể mua trang bị cho nhà mình sử dụng nó hàng ngày để tạo cái độ ẩm cho không khí ha, để cho những thành viên trong gia đình anh em, ví dụ giống như là con nhỏ ha, hay là nhà có người già, thì nó khá là tốt cho cái đường hô hấp ha. Thì đây là cái hộp của sản phẩm. Thì đây là một trong những cái máy phun sương của Xiaomi. Thì sản phẩm này nó có cái mã của nó là 219. Thì đây là nằm trong hệ sinh thái ha. Nên khi mà anh em nhìn thì sẽ không thấy logo của Xiaomi trên hộp này đâu. Hệ sinh thái của Xiaomi nó rất là nhiều sản phẩm, nên anh em nào chưa biết thì có thể tìm hiểu thêm ha. Ở đây thì anh em thấy nó có in hình con chim nè, và nó có đèn cũng giống như là những cái tính năng phun sương, có pin thích hợp bên trong. Rất là nhiều thông tin chi tiết ha. Ở dưới thì nó có một cái tem ghi rõ về cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Thí dụ giống như là mã sản phẩm nè anh em, là 219 nè, sử dụng điện 5V, công suất là 5W. Cái công suất phun là 45 ml trên 1 giờ, và cái sức chứa của nó là 400 ml, và có trang bị một cái viên pin bên trong là 2000 mAh. Trọng lượng của nó là 285 g, và những cái thông số thí dụ giống như là 67.2 mm nè, nhân 67.2 và nhân 220.7 mm, đó là kích thước của sản phẩm ha. Bây giờ mình cùng anh em mở ra. Bên trong thì nó có mod luôn, và cái sản phẩm này thì cũng sẽ có một cái phần để phát tán được cái hương thơm tinh dầu luôn nha anh em. Đó, đây là phần bên trong nè, một cái hộp màu xanh nhìn nó rất là đẹp ha. Khi mà anh em mở cái hộp này ra, bên trong nó sẽ có một cái phần này thì anh em thấy ha, nó sẽ có phần này hướng dẫn cho anh em có thể là bỏ tinh dầu bên cái phần mà cho phép nè, là anh em bỏ đúng ha. Và cái phần thứ hai nữa là anh em sẽ không bỏ trực tiếp tinh dầu cho cái máy này, tại vì đây là một cái máy phun sương tạo ẩm thôi. Anh em bỏ tinh dầu vô hay là những cái chất mà nó tạo hương thơm vô thì nó sẽ làm bít cái phần siêu âm để phun tinh dầu này thì nó sẽ hư. Còn anh em bỏ tinh dầu thì nó sẽ có một phần bên đây, thì một lát mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em bỏ tinh dầu ha. Đây, cái phần hướng dẫn tiếp đến là một cái phần sách hướng dẫn sử dụng, cách để anh em tháo lắp như thế nào cho đúng ha, gồm tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Sẽ có những cái bước để anh em có thể là bỏ tinh dầu vô, dặn nắp ga và nhử tinh dầu vô này. Anh em nhìn thấy thì anh em sẽ biết ha. Và cấp nguồn cho nó thì nó có cái viên pin bên trong sẵn rồi, nên anh em có thể là sạc đầy và sử dụng luôn, không cần phải cấp nguồn trực tiếp giống như là những cái máy phun sương rẻ tiền ha. Cái giá sản phẩm này là 245.000, mình mua trên Lazada nha anh em, thì giá cũng ok chứ không mắc. Nếu mà cái sản phẩm chất lượng là ok nha anh em. Bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái phần này gọi là một cái bông. Bông này là để hút được cái nước lên để nó phun ra. Bông này thì khoảng 6 tháng hoặc 12 tháng vậy anh em mới thay lần lần. Khi mà anh em sử dụng cái bông này, nếu mà xài hết được thì anh em có thể là mua những cái bông khác trên thị trường ha. Khá là nhiều. Thì anh em nào quan tâm tới những cái bông này thì có thể liên hệ riêng với mình qua fanpage, thì mình sẽ gửi link cho anh em mua. Và đây là cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy phun sương tạo ẩm, và kèm theo đó là đèn LED và cũng giống như là tạo hương thơm luôn của Xiaomi ha. Ngoài phần ngoại hình thì cái chiếc máy này nó có một cái thiết kế nhìn nó khá là bắt mắt, nhìn nó giống như là một cái chậu hoa vậy anh em, hay là một cái bình nước vậy đó. Nó sẽ chia ra thành hai phần, phần ở dưới là một cái phần nhựa trong, thì cái phần nhựa trong này thì anh em có thể đổ nước vào nè để anh em có thể là để cho nó hút nước lên. Bây giờ mình mở cái bên trong ha. Qua bên trong nó sẽ có một cái cọng dây màu xanh, thì cái cọng dây này là cọng dây sạc nha anh em, một cái đầu USB-C và một cái đầu là A. Một cái cọng dây cũng khá là dài á, tầm khoảng 1 mét anh em, dây cực kỳ là dài và nhìn khá là xịn ha. Cái dây này bình thường mua chắc cũng tầm khoảng 20 hai mấy ngàn sợ anh em. Cổng C luôn. Và đây là một cái phần hộp ở dưới để anh em đổ nước vô, và nó có một cái phần mạ bằng kiểu giống như là mạ màu vàng anh, mạ gôm á, nhìn nó khá là đẹp mắt. Ở mặt dưới thì nó sẽ in những thông số kỹ thuật nè. Và đây là cái phần nhân vật chính của chúng ta, một cái phần mà chịu trách nhiệm hết cho những cái tính năng. Đầu tiên là về phần cái bông phun nè, khi mà anh em muốn thay thế thì anh em chỉ cần mở này ra ha. Bên trong có một cái lò xo, anh em đừng làm mắt nha. Anh em lấy cái phông này ra, thay thế cái bông khác vô. Còn nếu mà anh em nào mà không muốn thay thế hay là đang sử dụng thì hỏi mở ra làm gì, mở như vậy. Bên trong thì nó sẽ có một cái phần gôn để chặn lại ha, và những cái phần ngàm để kết nối với lại là cái phần ở dưới này, để tránh cái tình trạng mà anh em nghiêng thì nó sẽ đổ nước. Ở cạnh hông của nó thì nó sẽ có cho anh em là một cổng USB-C để anh em sạc được cho cái chiếc máy này bằng cổng USB-C, một cái công tắc và một cái đèn báo ở đây để báo hiệu cho anh em là tính năng đang sạc hay là đang sử dụng ha. Mặt trên thì nó sẽ có một cái con chim nhìn nó khá là đẹp,
con chim này thì mạ gôm luôn. Và nó sẽ có một cái đầu phun ở đây, cái đầu phun siêu âm và có những cái lỗ này. Thì khi mà anh em bẻ như vậy nè, anh em mở được cái lỗ này ra ha, thì anh em mở ra thì bên trong nó sẽ có một cái bông lọc. Cái bông lọc này anh em muốn thơm á thì anh em sẽ nhiễu cái tinh dầu với cái bông lọc này nè ha. Nhiễu tinh dầu hay là dầu thơm hay là hương tạo hương thơm vậy đó, nhiễu vô đây tầm khoảng 2-3 giọt. Anh em để ý nè, khi mà anh em đổ hương thơm vô đây rồi anh em muốn lắp lại thì anh em để ý nó có hai cái ngàm nè. Ha. Và những cái phần này thì anh em đổ vô như vậy ha. Và anh em dặn là như vậy là được. Ok. Đó. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó có hỗ trợ đèn nữa nè anh em. Đó. Đèn khi mà anh em bỏ vô nước á ban đêm thì nhìn nó khá là lung linh luôn. Hai cái đèn. Đây đây. Anh em muốn mở thì tắt thì có thể là bấm giữ như vậy. Và mở cũng vậy ha, bấm giữ thì nó mở lên hai cái đèn LED màu trắng. Làm đèn ngủ cũng được. Bây giờ mình sẽ nhúng nước thử ha. Ở đây thì mình sẽ dùng một ca nước và mình nhúng nước cái bông này trước ha. Nhúng nước cái bông này để tránh tình trạng là nó hút nước hơi lâu á. Xong rồi ha. Mình sẽ bỏ nó vô đây. Tiếp đến là mình sẽ cắm nó lại như vậy. Đổ nước vô. Nước này cái cốc cũng khá là ít, tầm khoảng 40 thì nói chung là anh em xài khoảng 8 tiếng á. Đó. Bật lên. Và đó, anh em thấy chưa? Cái lượng xương phun lên nó khá là mạnh ha. Thì khi mà anh em sử dụng cái máy này thì mình tìm hiểu thì mình thấy nó chỉ có một cái phần, có nghĩa là nó chỉ có tính năng phun thôi anh em, chứ nó sẽ không có hẹn giờ hay là ngắt quãng gì hết ha. Mình tham khảo mình tìm kiếm thì mình cũng không thấy. Khi mà anh em đang trạng thái sử dụng thì đây nó sẽ có một cái đèn nó báo nè, đó. Cái đèn nó báo ha. Anh em muốn bật tắt đèn vậy đấy, anh sẽ nhắn giữ một tí ha. Nó đang hiện cái này nhưng mà xương nó không phun á, là anh em đang bật cái chế độ đèn ngủ đó. Anh em nhắn để giữ hoặc là tắt đèn ngủ ha. Đó, đơn giản như vậy. Với cái lượng phun như vậy thì anh em có thể sử dụng trong phòng khách, phòng làm việc ha, hay là trong xe ô tô, hay là trong nhà anh em, hoặc là trong phòng ngủ, những cái nơi nào mà anh em cần cung cấp độ ẩm ha. Thì sống trong những cái môi trường mà lắp điều hòa hay là trong thời tiết mà nắng nóng á, thì mình thấy ok. Và đặc biệt khi mà anh em sử dụng cái máy này á, anh em lưu ý nha, không được, đặc biệt là không được cho tinh dầu thẳng vào trong nước thì nó sẽ làm hư nha. Muốn cho tinh dầu thì anh em chỉ cần là tắt máy và dặn này ra, cho miếng lượng tinh dầu vô đây. Xong rồi sẽ để cái máy vô như vậy ha. Xong rồi anh em sẽ sử dụng con chim nè. Anh em quay lại như vậy. Thì cái tinh dầu nó nằm ở đây nè. Nó sẽ phiết tán lên theo cái mùi thơm á. Khi nằm hết thơm thì anh em có thể bỏ thêm. Thì khá là ok. Còn anh em nào mà muốn đem theo thì cái này cũng ok. Đem theo để sử dụng một lúc mọi nơi thì cũng được ha. Với trang bị một cái viên pin là 2000 mAh thì anh em có thể sử dụng đâu đó tầm khoảng cỡ 8 đến 12 tiếng thì anh em mới phải là sạc pin. Tùy vào cái tính năng anh em sử dụng có kèm đèn và phun không nữa. Viên pin 2000 mAh thì chạy được khá là lâu. Có một con chim nhìn nó rất là đẹp ha. Thẩm mỹ ha. Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Hoặc phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tajaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Và anh em bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.